Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên VMT Doctor. Chào các bạn thân mến, chủ đề hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề liên quan đến bé sơ sinh, đó là lông đệm. Lông đệm là lông gì? Là đám lông tơ với mật độ nhiều hơn so với người lớn chúng ta, nhìn rõ bằng mắt thường, thường thấy nhất là vùng bắp tay bé, nhiều khi chúng còn xoắn vào nhau. Mặc dù không phải phổ biến nhưng việc xuất hiện lông đệm trên da trẻ sơ sinh là chuyện bình thường. Ở một giai đoạn nào đó, em bé sẽ bắt đầu rụng lông, hoặc bố mẹ cũng có thể áp dụng các cách đánh lông đệm cho bé để lớp lông này rụng sớm, kích thích phần lông tơ mọc lên. Mà tại sao trẻ sơ sinh lại có nhiều lông đệm trên người? Lông đệm xuất hiện từ tuần 12 đến 20 của thai kỳ. Lớp lông của thai nhi có cấu tạo tương tự như lông tơ, được gọi là Langugo, lông đệm. Theo thời gian thì lớp lông đệm này sẽ tiếp tục mọc ra nhiều hơn và một số thì rụng dần đi vào những tuần thai gần cuối, cho đến khi bé chào đời. Những vị trí mà lông đệm thường sẽ xuất hiện là ở lưng, vai, trán, tay và mặt của trẻ. Tần suất lông đệm mọc nhiều hay ít ở mỗi trẻ sẽ khác nhau. Đừng quá lo lắng nếu như trẻ mọc lông đệm, vì lông đệm là lớp lông mịn không gây cảm giác đau hay ngứa cho bé mà chỉ là hiện tượng bình thường ở trẻ sơ sinh. Lớp lông đệm kết hợp với lông vernix, một loại dạng sáp bao bọc, hoạt động như một loại bảo vệ làn da của em bé ở trong bụng mẹ. Đây là tấm khiên bảo vệ thai nhi tránh được bất kỳ những thiệt hại nào bị gây ra bởi nước ối. Có những trường hợp lông trẻ sẽ rụng hết khi bé còn nằm trong bào thai, nhưng cũng có bé được sinh ra với bộ lông còn nguyên vẹn. Điều này tác động do tự nhiên, do bẩm sinh hoặc do di chuyển từ bố mẹ. Vậy trẻ sơ sinh nhiều lông thì phải làm sao? Ở giai đoạn sơ sinh, bố mẹ thường cho rằng trẻ bị lông đệm mọc nhiều ở lưng là nguyên nhân chính khiến bé khó chịu hay vặn mình. Theo các bác sĩ, điều này chỉ đúng phần nào, bởi khi trẻ có dấu hiệu khó chịu hay vặn mình cũng có thể là do bé bị thiếu canxi hoặc thiếu vitamin D. Hầu hết các lớp lông đệm khá mềm mại và không ảnh hưởng mấy đến cảm giác của bé. Giai đoạn 4 đến 5 tháng tuổi cũng là lúc bé rụng gần hết lông đệm trên người. Trường hợp lớp lông tơ tiếp tục mọc nhiều trong thời gian này thì có thể là do tuyến năng lông của bé có vấn đề. Trẻ cần được chẩn đoán và điều trị hiệu quả. Đặc biệt chú ý với trường hợp trên người bé có một túm lông ở xương sống, vì đây có thể là dấu hiệu trục trặc ở hệ thần kinh. Tìm cách đánh lông đệm cho bé bằng các phương pháp an toàn từ lá cây, nước tắm và tuyệt đối không nhổ lông hoặc cạo lông đệm cho trẻ vì có thể khiến trẻ bị viêm da, rất nguy hiểm. Cách đánh lông đệm cho bé an toàn như sau. Theo lời khuyên của các chuyên gia thì bố mẹ chỉ cần chờ đợi để lông tự rụng. Với những trẻ sơ sinh nếu có làn da mẫn cảm từ bé thì mẹ chỉ nên tắm cho bé bằng nước ấm, hòa dầu ô liu và massage cho bé. Những mẹo này không phải cách chữa lông đệm ở trẻ sơ sinh hiệu quả tức thời, mà nó chỉ giúp đẩy nhanh quá trình rụng lông mà thôi. Theo dân gian thì có rất nhiều cách để đánh lông đệm cho bé, nhưng không phải lúc nào bố mẹ cũng có thể áp dụng. Một số phương pháp phản khoa học sẽ gây kích ứng da rất nguy hiểm. Mẹ nên dùng lá vung gai sẽ giúp tẩy lông đệm an toàn. Đây là cách tẩy lông đệm được nhiều mẹ áp dụng và thừa nhận hiệu quả. Tắm nước lá vung gai còn giúp bé có cảm giác dễ chịu, không bị ngứa ngáy và ngủ ngon hơn. Sau đây là hướng dẫn các mẹ cách trị lông đệm ở trẻ sơ sinh hiệu quả tại nhà bằng lá vung gai. Để chuẩn bị nguyên liệu, mẹ cần chuẩn bị lá vung gai tươi và cần phải là lá sạch để đảm bảo an toàn cho con. Cách nấu nước lá vung gai tắm cho bé như sau. Mẹ lấy một nắm lá vung gai khoảng 2g, đã rửa sạch và vỏ nát, sau đó nấu với nước cho sôi. Nước sôi mẹ pha chung với nước lạnh hơi ấm cho bé tắm. Mỗi tuần mẹ tắm cho bé khoảng 3 lần, tắm đến khi lông đệm rụng hết là được. Và với những kiến thức trên thì bé nhà bạn sẽ có một làn da mịn màng, khỏe mạnh, sạch sẽ nhanh chóng trong thời gian sơ sinh. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.